nhớ cao người khác được nghe cùng hồng chung năng tâm bọn duyên thương pha thi giống làm trang viết dung bình tạo quá hay thương thương đời nên phải dùng thương cứu đời cơ màu nhiễm Phật trời ẩn dấu pháp tâm truyền tri thâu bổn nguyên ngày nay toàn thông tiệt sao diệu quyền hành thi người thương đạt tâm suy nghĩ ngơi cao cú thông giảng đời tình xa âm dương dần truyền hiệp quy hãy năng lực đó thầy chúa tể hoàng khai đạo đức năm môi tiền hiệp nhất càng khôn chia ra biết mấy nhiêu hồn nhập vào vật chất cái bảo toàn cơ quan ba tôn giáo viên màng bí mật rõ pháp linh tiên Phật sắp bài cho đời biết đạo lý khai linh hồn ảnh hưởng trần ai lẽ nào tự thảo bọc được vào nhân loại quả kiếp nhòi mắt phải khổ càng bền chi bước càng cao càng tu luyện mãi càng giàu cảnh tiên linh hồn rất linh thiên biên qua đó thần thông phép là vô hình thiệt là chỉ bộ liền cho đắc quệ khi thanh hoàn toàn khi hư vô bao trầm thái cực ngôi độc nhất chủ trương thần thông biến hóa khôn lường cơ quan đồng mở thi thường đạo cao lý quang minh bao trùm vũ trụ tạo càng khôn khí cổ sắp bài tri nguyên quá khứ vị lai ngày nên giống như đặt bạc bài nhẹ nhàng thái cực đại linh quang nguyên thị đồng tình cơ ly khiến tương hòa ở trong một khối kia ra thiên hình dạng trạng tinh ba ẩn tàng mọi vật có linh quang cư tại hồn thiên liên dạng tại
xanh to. Là vì có dạy có khôn, bởi chân thánh đi trượt nên họ thấp cao. Linh quang chịu nhập vào vật chất khi nhờ tánh đi Phật điểm cay. Linh hồn bỏ xác ra ngoài thì trong vật chất khi hình hài tiêu tan. Linh hồn được mở mang thông tay, kinh nghiệm đời quấy phải phân minh. Nhập trong các món ngũ hình, lập công bồi đức cao mình nên dương. Thân qua mài trên đường đạo đức, bỏ xác về hiệp nhất đi bổn nguyên. Thiện là diệu diệu quyền quyền, bất tiêu bất diệt là tiếng trên đời. Hồn phải chịu luân hồi học hồi, học cho xong các cõi mới thành. Học cho rõ của tử sanh, rõ đường tăng thôi giữ lầm giác mê. Hồn thâm thì mập lo bề đạo đức, tu luyện hầu hiệp nhất y cảm y không. Cầu truyền tâm y pháp thần thông, lập tâm thâm y tình dụng trong đêm ngày. Đoạn thấu chỗ bọt lai diện một, rửa sạch đi lòng phạm tục bận nhớ. Trầm tư mặt tướng quyền cơ, thoát thải thần qua một giờ đắc minh. Hòn thoát khỏi tội tình nhân quả, đi mãi trong đường cả Phật tiên. Nêu gương đức kỳ hạnh lưu truyền, thế gian ca tụng người hiền đắc chân. Hồn nào làm bất nhân thi nghĩa, chịu đỏ đài nhiều phía gấp ghê. Mang thân vô trượt nặng nề, linh đi hồn mà bụi mê bao dòng. Chừng nào gỡ cho sông thể chất, cổ tràn quanh chất kia ngất dây chẳng. Biết nguồn đạo đức tầm phanh, đoạn tiêu dứt sạch dụng vàng cắt ra. Cõi lốt chữa ngoài da trong bọc, lấy lòng chân lửa lòng thanh quang. Linh hồn thông thả nhẹ nhàng, hết đưa bồi tộc trong mi màn sướng vui. Nở nhân nghi quả lấp dùi tánh y đức, biết ngày nào gỡ đức tiền thiên. Trả dây dây trả liền liền, nhân nào quả nấy nghiệp duyên buộc mình. Bóng công dạy tại hình công dài, tội phước đi qua lại không chừng. Sát phàm sung sướng vui mừng, linh hồn phải chịu bất khuất nào quyền.
chiều giống chi mộng liền giống nay, cảm vật nào vật ngay ứng cho, coi như trong cái xe bò bánh xe lăn trả kịp dò bước chân, bò ngừng lại bánh ngừng đứng lại, chậm hay mau là tại nơi bò. Bánh xe nó chạy theo dò, chạy không cũng tại con bò cây ra. Xe lỗi người lỗi ta ai xem, xương nhà người người quét đằng thôi. Buông mau thoát kiếp luân hồi, kiếp này ráng chịu quả ngồi cho mau. Đời cũng có giàu nghèo cao thấp, tại nơi người tạo lập nó ra. Rồi than quan trách trời già, không ngờ ta chắc lấy ta cho nhiều. Lòng tham dục bao nhiêu cho đủ, để thất kỳ tình làm chủ lấy tâm. Kiên gây tội ác lỗi lầm, người chân mắt phải dương nhầm khổ nguy. Lòng quá tráo thì thay bạc, mỗi mong y lo cố gạt của đời. Không dè mắt phải lưới trời, thưa mà không y lọt chuyện người mãi lắm. Luật báo phép công thượng phạt, hành hồn rồi sát chẳng ai chơi. Nhân nào quả nấy chẳng rời, đoạn câu công luật Phật trời thượng sanh. Đặng quả ngon thì ăn lấy hộp, gieo lại mà mai mốt còn ăn. Nhược bằng thượng quả họ quanh, ngày sau thèm khát xin ăn của người. Nơi đất thế vui cười cho lắm, sau này thời bụi bặm lấp thân. Biết lo bố đức thi ân, luân hồi trở lại hưởng phần cao sang. Nhược tâm niết bảo tàng gây quả, kiếp sau mang nghiệp quả phạt hành. Sao người chẳng biết sửa mình, cơ trời bao ân hiển linh rõ ràng. Người quân tử vững vàng tâm trí, chọn đường ngay trực chỉ Tây Phương. Kìa là nước mắt muôn đường, lại qua quanh quẹo phải tường chọn đi. Thấu lý đạo vô vi thanh tịnh, thì tâm hồn an tịnh lo tu.
triển tinh thần cao siêu, đường quanh đi cao theo chiều mà bước, chỉ tâm mê bận thì được thành công, làm cho chánh lý lưu tâm, lập tâm đi sửa tâm kiềm lòng phá mê. Kìa biển hẹn non thề phải dứt, dây buộc cây mình các cây đứt cây chớ dương, nhu thân can nhược thân cường, mềm còn cứng bể thấy thường xưa nay, quả phước ngay không sai bao ước. Người tài gặp kẻ cao tài, ý tài phải chịu mang tay liền liền. Liền dây trả liền trả dây hoài, linh tánh đi lộn nhào kiếp hậu lai. Đại đó gỡ sông quan nghiệp trước, làm lành hưởng phước chẳng hề sai. Chào mừng quý vị Phật tử đang xem livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Uyên, huyện Nhẫn, núi Vinh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn an lạc trong cuộc sống. Xin chào Tùng Thảo, chào thầy Hồng, chào Phương Lê, chào Nô La Dương, chào Tiết Nguyễn, chào cô Phượng, chào Cẩm Loan, chào Nô La Dương. Không biết còn ai nữa không ạ? Chào 14 người đang xem livestream trực tiếp của chùa Minh Duyên nè. Hôm nay là ngày 21 rồi, còn 7 ngày nữa là ngày 28 tháng 11 âm lịch, chùa cúng lễ kỳ yên điện Tam Tòa Thánh Mẫu. Thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên và ban quý tế, trân trọng kính mời quý nam nữ Phật tử, quý vị quan khách, quý vị ân nhân Mạnh Thường Quân nhấn chút thời gian quý báu cơ hội về đạo tràng chùa Minh Duyên điện Tam Tòa Thánh Mẫu vào ngày 28 và 29 tháng 11 âm lịch. Mấy hôm nay thầy gặp toàn chuyện buồn không à con, cho nên lòng nó hơi căng. Thầy Hồng khỏe hả? Lễ cúng điện Tam Tòa Thánh Mẫu năm nay thầy không có in thiệp mời, cho nên qua livestream này của những trân trọng kính mời quý Phật tử, những người thân quen của đạo tràng chùa Minh Duyên, quý vị nhấn thời gian quý báu về tham dự lễ cầu an cuối năm. Rất mong sự có mặt của toàn thể quý liệt vị. Rồi, khỏe là tốt rồi. Mời thầy Hùng với lại cậu Năm, năm nay cô Lệ thì chắc không đi được phải không ạ? Mời thầy Hùng với cậu Năm với cả nhà chúng ta. Chào Kim Thủy,
Bà con ở Gò Công mình cũng tranh thủ về với thầy nha. Thiếu 20 thùng mì và 1.500 kg gạo.
đàn kêu huynh đệ khắp nơi chung cùng. Đàn kêu kẻ bắt người nam cùng chung dòng máu sẽ sang chút tình. Đàn kêu hơi ấm tình người, đàn kêu tất tật mọi người thương nhau. Đàn kêu kẻ hơn người tận, đàn kêu con mẹ chung quy một đầu. Đàn kêu san sẻ tình thương, đàn kêu cô bác gần xa thương cùng. Quê Nhận tiếp tục kêu gọi 1.500 kg gạo và 20 thùng mì nữa nha. Ai thương Quệ Nhẫn đi sinh nhật Quệ Nhẫn thì xin ủng hộ bằng gạo và mì. Hiện nay Quệ Nhẫn đã có 2.500 kg gạo, 370 thùng mì. Công tác từ thiện ở điểm thứ nhất là một là ở xã An Nhất, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Điểm thứ hai là xã Bình Xuân, thị xã Gò Công. Điểm thứ ba là xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo. Và điểm thứ tư là nơi quê hương của Quệ Nhẫn. Rất mong bà con cô bác ủng hộ. Còn 1.500 kg gạo và 20 thùng mì nữa. Xin cảm ơn cô Lệ Thu. Và cảm ơn cô Lệ Thu đã ủng hộ 400 kg đường và 400 bịch bột ngọt. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn cô Kim Loan, con của cô Phượng, ủng hộ 2 triệu đồng, tương đương với 30 thùng mì. Hiện nay, Quệ Nhẫn đã nhận được 2.500 kg gạo và 370 thùng mì, 400 bịch bột ngọt và 400 kg đường, bao gồm cô Nguyễn Thị Bích Ngân, pháp danh Diệu Tâm, là đệ tử của thầy An Nhất, ủng hộ 100 phần quà, bao gồm 1 tấn gạo và 100 thùng mì. Nón bảo hiểm Thành Triệu, ủng hộ 1 tấn gạo. Phật tử Tâm Phúc Chùa Minh Đức và Ni Sư Thông Khánh trụ trì, ủng hộ 150 thùng mì. Cô Kim Định ủng hộ 50 thùng mì. Cô Lê Phương ủng hộ 50 thùng mì. Cô Kim Loan ủng hộ 30 thùng mì. Còn sót ai thì quý vị xin lên tiếng dùm. Hiện nay Quệ Nhẫn còn thiếu 1.500 kg gạo và 20 thùng mì. Xin cô bác Phật tử mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 47 của Quệ Nhẫn ngày 28 tháng 11, cũng là dịp lễ cúng Tam Tòa Thánh Mẫu Chùa Minh Duyên, trước là có lời mời quý Phật tử, bà con cô bác gần xa, thay cho thiệp mời xin mời quý vị những thời gian quý báu trở về tham dự lễ kỳ yên điện Tam Tòa Thánh Mẫu tại Chùa Minh Duyên, tổ 10, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0359 626 353. Và sau có lời kêu gọi cùng quý Phật tử, Quệ Nhẫn cần 1.500 kg gạo và 20 thùng mì, xin quý vị ủng hộ. Đàn con mẹ hiền trên non
dưới biển cận kề, quân ba mặt phát trở về quê xưa. Đài Tây có mẹ trong chờ, lập công bồi đức mà về nghe không. Cuộc đời dù có trái ngang, lệ tràn khoe mắt lòng không nàng lòng. Về quê cầm cụ mẹ trong, đợi chờ con mẹ mỏi mòn từng cơn. Về quê có mẹ ấm bồng, có em có chị nhà đông vui vầy. Muốn về quê mẹ đại tiên, lập công bồi đức gieo duyên phước này. Màn ba mạc pháp hạ kỳ, tình lòng sáng sẽ để quân ngọt bùi. Thương cùng bọn đảo gần xa, quân ba mẹ mới kêu la con về. Chào Thầm Sơn, chào Tuyến Kim, chào Đức Thiện, chào Ngọc Bích, rất mong mọi người trợ duyên cùng nguyện nhẫn cho chuyến đi từ thiện sắp tới được chu đáo hơn à. Còn ai ủng hộ nữa không à? Dạ còn ai lên tiếng nữa không à? Chào Tùng Thảo, chào Loan Bến Tre. Cô Loan tranh thủ về phụ lễ với thầy nghe. Mời Tùng Thảo luôn nha. Mời hết mọi người, những ai thương yêu chùa Minh Viên Huệ Nhẫn thì quý vị có thời gian xin về chùa Minh Viên để tham dự buổi lễ cuối năm nha. Thông báo này thay cho thiệp mời, thầy không có làm thiệp à. Ai về thăm mẹ thì về, mỗi năm đáo lễ có ngày kỳ yên. Tháng 11 ngày 28 dậy thời, hương đăng hoa quả lập đàn kính dân. Lại ăn y đức mẹ hiền soi xét, nhờ thăm ơn mẹ độ nữ nam. Cuộc đời giống bão chẳng màng, chỉ mong có mẹ cận kề lầu son. Điện tam tòa minh duyên thiết lệ, ngày 28 tháng 11 hàng niên, đàn con của mẹ quy hồi về đây chung một mái nhà thật vui. Về với mẹ ấm lòng với mẹ, chúc nguyện cầu huynh để gần xa. Gieo duyên tích phúc để dần, ngày sau trở lại tay thầm mẹ vui. Hết rồi hả quý vị? Thôi không ai đóng góp thì thôi. Mọi người ngủ ngon nha. Ngủ
Quỷ Nhãn xin tạm biệt hết mọi người. Hẹn gặp lại livestream buổi sau nha. Ngủ sớm để ngày mai đi cúng sớm. Bây giờ duyệt lại thêm một số thiệp mời tất cả các công việc. 30 phút nữa là nghỉ sớm. A Di Đà Phật. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc, an lành. A Di Đà Phật.